Hello, xin chào các bác đã quay trở lại với video của ngày hôm nay. Và hôm nay thì em sẽ lên cho các bác một con xe Hyundai i10 nhập khẩu đời 2014. Nhưng con xe này là bản 1.2 các bác nhá. Đời này mà bản 1.2 nó là một trong những dòng xe mà khá là ít đấy. Đa số là cái đời 2014, 2015 là máy 1.0. Đấy, nó là đa số. Còn bản 1.2 cũng có nhưng mà nó sẽ là bản hiếm. Nó rất ít xe. Thì đây là một con xe số tự động đời 2012 và là bản 1.2. 2.2 thì đi nó sẽ khỏe hơn so với dòng xe 1 chấm. Khỏe hơn khá là nhiều luôn các bạn. Và đặc biệt đây là một con xe nhập khẩu nhá. Đời này vẫn là xe nhập khẩu nguyên chiếc. Nội thất cũng như là gầm bệ máy móc con xe này nó rất là đẹp. Đấy, và các bác yên tâm là cái dòng này khi mà lên số tự động thì nó sẽ không có dịch vụ taxi. Số sàn thì nó sẽ có thể nhiều con dịch vụ taxi. Tuy nhiên dòng số tự động này thì là nó sẽ không có dịch vụ taxi. Đấy, cùng lắm là người ta gia đình tự chạy thôi. Cái dòng tự động này nó cũng ít. Và đặc biệt đây là một con xe hoàn toàn không có cái vấn đề đấy. Xe cực kỳ đẹp luôn. Đấy, nội thất nguyên zin nguyên bản. Ghế này là ghế nguyên zin từ đầu. Đấy, cái dòng i10 này ghế của nó ghế zin ấy. Thì là ở giữa nó là nỉ này. Hai bên nó là da. Đấy, nguyên zin nguyên bản từ đầu. Vô lăng cụ số cũng cực kỳ đẹp luôn. Đây các bác nhìn đời 2014 nhưng mà mặt vô lăng nó vẫn còn như này mà. Đấy. Đấy, có một số con thì khi mà người ta đẻ tay vào đây người ta sẽ ấn ấn phím còi nhiều thì nó sẽ bị nhẵn một ít. Đấy, nó tạo thành một cái vùng nhẵn nhẵn ở đây, nhưng con xe này hoàn toàn không có số tự động. Con xe này yên tâm 100% luôn. Các bác đã lựa chọn con xe này thì có thể yên tâm 100% là xe đẹp, hoàn toàn không lỗi gì. Rất là cứng xe. Đấy, trần nỉ nguyên. Đấy, vô lăng củ số nguyên zin nguyên bản. Đấy, màn hình cũng là vẫn là màn hình nguyên zin, con xe này là zin hết. Chủ xe nó gần như là không có độ bất kỳ một cái gì ở con xe này cả, chỉ người ta chỉ có việc là lấy và người ta phục vụ cho việc đi lại thôi. Chứ người ta cũng không có độ đẽo hay là cũng không có chạy nhiều. Đây là các hệ thống phím bấm này. Tổng thành nó là một con xe màu cam. Đây, ghế riêng sau. Đấy, rất phía sau đây. Đấy, phía sau cũng còn rất là đẹp. Đấy, cái da này, da zin này là không có dấu hiệu bị nhăn cơ. Đấy, mặt ghế rất là căng, xe mang biển số 30, biển Hà Nội các bác nhá. Tất nhiên là biển Hà Nội thì bây giờ thì ở đâu thì cũng vẫn phải là định danh, vẫn phải là thu biển thôi. Vẫn phải thu biển rồi thu đăng ký thôi. Đây 1.2 này. Nên là đều là rút hồ sơ hết cả với nhau cả. Nên là chúng ta sau này ra tên thì nó sẽ đỡ được cái phần nếu mà cùng khu vực Hà Nội đỡ được cái chi phí 20 triệu tiền biển thôi. Chứ còn bây giờ thì biển cũng không giữ được, kể cả nó có biển đẹp 1, 2, 3, 4, 5, 6 gì đấy, biển tiến gì đấy thì cũng không giữ được biển. Đều phải là sang tên hết. Đây tổng thanh này. Xe đảm bảo cho các bác đây là một con xe vô cùng đẹp, một con xe cứng xe, hoàn toàn không lỗi gì hết. Hãy đi qua hệ thống máy của nó nhé. Máy 1.2 đăng kiểm thì đến tháng 2 năm 2024. Các bác có thể yêu thích dòng xe này thì có thể đến xem xe, test xe, cũng như là đi thử. Đấy, khi mà khi lấy xe nếu mà xe lỗi thì chúng ta hoàn toàn được đổi trả xe từ 5 đến 7 ngày. Nếu mà xe lỗi. Đây toàn bộ khoang máy này. Con xe này là máy vẫn zin luôn các bác nhá. Máy zin cả mặt luôn. Cái dòng số tự động này mà đời 2014 nhưng mà vì con xe này đi quá là ít nên là máy vẫn còn zin zin cả mặt. Dàn có thứ là chưa có động chạm gì cả. Đấy. Tất nhiên là hơi là chưa có làm nhiều con thì nó đi lâu lâu một chút, đi nhiều một chút thì có thể là nó sẽ thay dàn cò rong mặt máy thôi. Cái đấy là xe cũ thì là nhiều con phải làm, không có vấn đề gì hết. Đấy, nhưng con xe này cả gioăng mặt máy cũng không có động chạm gì hết. Để đèn đóm nguyên zin này. Xe mang biển số 30.
bảo hành cho các bác về phần đâm đụng tai nạn ngập nước cũng như là khoan đục taxi. Đấy, các bác phải đến xem xe, test xe và nếu có lỗi thì chúng ta được đổi trả xe từ 5 đến 7 ngày. Bán bao rút hồ sơ xe mang biển số 30. Biển 30 khu vực Hà Nội nhưng mà vẫn bao rút hồ sơ hết, vì sau 15 tháng 8 thì đều là xe nào cũng phải rút hồ sơ. Đấy, xe màu cam. Đấy, bác nào có nhu cầu về con xe này thì có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại ở dưới màn hình hoặc có thể đến tại salon để xem xe, test xe. Cảm ơn các bác đã xem video và chúng ta sẽ gặp lại nhau những video clip tiếp theo. Xin chào và gặp lại.